Hôm nay mình mới đi siêu thị mua một ít gà nè, đó, đùi tỏi gà. Ngày sản xuất là ngày 10 tháng 4 này. Cái này hình như là cũng vậy luôn. Đúng rồi. Trọng lượng một cái là 500 gram. Này 500 mấy gram. Cũng cỡ đó, 500 mấy. Đó, rồi bắt đầu lột ra. Là món đùi gà nướng. Trước hết thì muốn làm thì phải sơ chế, gọt cái này ra, rửa sạch sẽ. Đó, đây là 1, 2, 3, 4 cái. Một cái bịch này có 4 cái, khoảng 5-10 kg. Đó, bịch này cũng thêm mấy cái nữa, ăn nó đã luôn. Rửa sơ trước khi lát cho mình mới rửa, mình bóc muối được rồi. Còn có mấy thay rửa cho mình cũng được. Đó, một cái. Okay. Mấy cái đùi gà. Vậy là có một hộp 5 cái rồi. Một hộp 5 cái đùi gà, một hộp 4 cái đùi gà. Con hộp hơn trọng lượng xíu. Đùi nhỏ hơn. Rồi. Đây, tiếp tục là tiết mục rửa bằng muối. Rửa đổ muối nhiều vô gắt nó mới sạch. Nó không có bị hôi. Cái này bạn nào kỹ thì bóp kỹ ngâm lâu. Bóp gà. Này mình phải rửa vài nước nha, rửa càng sạch thì nó ăn sạch sẽ hơn. Nước tốt. Quá trình sơ chế thì cái món đồ gà này cũng khá là lâu. Nếu mà làm gia vị được các thứ luôn chắc tầm phải nửa tiếng. Để tầm ướp, không lấy ra ướp vài tiếng, 4-5 tiếng ướp còn là cái chiều là ngoài nướng ra rồi. Sạch, sạch, cực kỳ sạch luôn. Rồi, đây thì tôi sẽ làm xong cực kỳ sạch sẽ luôn nha các bạn. Rồi, câu chơi cuối cùng đã xong.